Xin chào các bạn đang cầm trên tay một sản phẩm của MHG Acoustic, đó là sáo trúc. Thì video này ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách căn bản nhất để các bạn có thể thổi được cây sáo mà các bạn vừa có. Thì tôi sẽ nói qua một chút. Thì sáo trúc là một bộ môn nhạc cụ liên quan đến bộ hơi, do đó chúng ta sẽ tập luyện và luyện với bộ hơi rất là quan trọng. Trước tiên, để bắt đầu chơi sáo hay bất kỳ một loại nhạc cụ nào khác, chúng ta phải làm cho nó phát ra âm thanh. Vậy cách để làm cây sáo phát ra âm thanh như thế nào, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta quan sát trên cây sáo nhé, sẽ thấy ở vị trí lỗ thổi nó sẽ hơi lớn hơn so với các lỗ còn lại. Thì chúng ta đặt môi để chúng ta thổi, chúng ta chú ý hai vị trí mép của môi, chúng ta sẽ đặt vào hai mép của trên thân sáo, chúng ta đặt vào như thế này. Đấy, chúng ta đặt sáo vào. Và bước tiếp theo của chúng ta sẽ là lăn cây sáo xuống. Kế tiếp, bắt đầu thổi hơi ra. Các bạn lưu ý, khi chúng ta thổi hơi ra, chúng ta sẽ làm như chúng ta hít thở bình thường. Có nghĩa các bạn hãy hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu, sau đó chúng ta nhả hơi ra, nhả hơi từ trong phổi, từ trong ngực của chúng ta ra nhẹ nhàng. Tuyệt đối không được phồng hai má lên nhé. Chúng ta sẽ chỉ xả hơi, nhả hơi ra nhẹ nhàng thôi. Đấy, tôi sẽ làm thêm một lần nữa. Quá trình thổi, các bạn hãy điều chỉnh độ nghiêng của cây sáo sao cho vị trí mà chúng ta cảm thấy là nó to tiếng nhất, tiếng sáo của chúng ta phát ra nó ổn, nó to tiếng thì đấy, chúng ta sẽ dừng lại ở đó và chúng ta sẽ lấy đó làm mốc chuẩn để đặt môi. Tôi làm lại một lần nữa. Sau phần phát ra âm thanh ở trên cây sáo, bây giờ để chúng ta có thể thổi được các cái nốt nhạc, chúng ta xem trên các clip, các video thấy người ta thổi, người ta bấm mở các nốt nhạc phát ra những bài nhạc du dương rất là hay, đúng không? Vậy thì cách để chúng ta có thể thổi ra những nốt nhạc như vậy, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế này. Trước tiên chúng ta sẽ đặt môi và thổi ra như lúc nãy tôi vừa hướng dẫn. Sau đó các bạn bấm nốt